Vâng, em chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test bộ mic OLX S4, bộ hai tên mic nha. Đây nha các bác, hai tên nha. Đây, hai sóng 47 và 41 nha. Đấy. 47 và 41. Các bác thấy không? 47 và 41 nha. Đây, hiện trên kia luôn nha. Đây, alo. 1 2 3 4 5 6. Bộ này là giá 13 triệu nha các bác. Nếu các bác lấy một mic thì 6.700.000 giá là bao ship. Còn các bác lấy hai mic như thế này là giá 13 triệu bao ship nha. Tay mic là SM58 huyền thoại. Các bác có thể thấy được những cái live show lớn ở Việt Nam mình, Trấn Thành hay là Trường Giang hay cầm những bộ mic này. Sau đây em sẽ thử một ca khúc Tí Ca để các bác thẩm âm được cái những bộ mic xịn này chắc tiếng như thế nào. Đặc trưng của dòng mixer xịn nó cho ra tiếng rất là dày và cực kỳ là chính xác và trung thực nha. Alo. Chấm nghỉ chung dầu đông, đừng một lời nào mai miệt cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn nắng, cho man man đến tột đỉnh. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Xót nữa đi em xót đầy ly cà, say dùng ta như từ thở bao giờ. Em cứ lên ngôi đi, xin đừng rú qua đường sờ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Đêm đứng đó ta ngồi nghe trong âm vang vang dày sóng sông hồ. Sớm nữa đi em rồi mãi về xứ lạ, để mình ta buồn cho héo hắt tim gà. Hết thật rồi sao thôi ta xin từ ta. Cuộc tình này, rồi cùng đến giờ ra. Này uống đi em, một giọt sầu ly bia, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tây. Xin đừng cho ta thêm một bởi sông dài ta còn mãi lên đê. Bác nào có nhu cầu về những sản phẩm thì cứ alo trực tiếp cho em nhé, qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc cho các bác nha, 0978338114 hay là 0965770727. Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video này. Đêm đã khuya rồi, em xin phép ngày mai em tiếp tục video mới cho các bác nha.